Dạ vâng, và những cái vấn đề mà liên quan đến đời sống của chúng ta, và nhất là có rất là nhiều quý vị thính giả đã nhắn tin hoặc là gọi hỏi Lệ Ngọc về cái vấn đề 1.200 Mỹ Kim cái check, thì cho tới ngày hôm nay bắt đầu chúng ta đã bắt đầu có nhiều tin tức hơn. Có một cái điều mà Lệ Ngọc thấy, nếu mà quý vị thính giả muốn nhận cái check này một cách nó nhanh chóng hơn, thì cái điều rõ ràng nếu mà quý vị đã làm thuế từ năm 2018, năm 2019, thì nếu quý vị đã bỏ vào cái thuế của quý vị những cái bank information, những qua như là những cái thông tin đó, là cái routing của nhà băng của quý vị và cái bank account, thì quý vị sẽ nhận cái tiền 1.200 Mỹ Kim nó một cách nó nhanh chóng hơn. Còn nếu không thì quý vị phải đợi cho khi mà chính phủ in ra cái check rồi gửi mail đến cho quý vị thì chắc chắn nó sẽ chậm lại. Nhưng mà có một điều thưa với lại luật sư Duyên, có rất nhiều những cái câu hỏi chung quanh về cái 1.200 Mỹ Kim check mà mọi người, người dân cũng đang chờ đợi. Thì có một điều, nếu mà có quý vị nào mà cái số tiền thu nhập của quý vị trong năm 2019 mà nó nhiều hơn, nhưng mà trong mà quý vị chưa làm thuế, nhưng mà cái năm 2018 thì quý vị ít hơn mà quý vị có thể lãnh được cái check này á, thì cái điều là khi mà quý vị làm thuế trở lại thì quý vị cũng sẽ phải trả lại cái số tiền 1.200 Mỹ Kim nếu thật sự cái thu nhập của quý vị nhiều hơn. Hoặc là ngược lại, nếu mà quý vị trong năm 2018 quý vị làm nhiều hơn nhưng năm 2019 quý vị làm ít hơn, thì đến lúc mà quý vị làm thuế cho năm 2019 thì quý vị cũng sẽ được cái số tiền này. Riêng thưa với luật sư Duyên, những quý vị cao niên mà lãnh SSI thì Lệ Ngọc thấy có những cái tin nhận được là quý vị này vẫn được hưởng cái check 1.200 Mỹ Kim, đúng không thưa luật sư Duyên? Cho tới giờ phút này cái những cái thông tin mà chi tiết đó nó tiếp tục nó không có rõ ràng lắm đâu. Cho nên đây là cái vấn đề của mình nè, là những cái quý vị mà lãnh SSI đó thì thứ nhất không có bao giờ khai thuế hết đó. Và cái thành ra mà nếu mà mình không khai thuế thì bên phía bên Social Security, bên phía IRS đó, cái công ty thuế đó, họ sẽ gặp khó khăn cái chuyện đó. Social Security thì họ có cái thông tin về mình nhưng mà bên sở thuế không có. Và cái điểm thứ hai nữa đó là cho tới giờ phút này mình không hiểu là tại vì cái gói này là nó gọi là kích thích kinh tế mà chứ không phải là do cái chuyện mà mình thất nghiệp mình mới được. Thành ra nhiều phần mình có thể được đó. Chúng ta, cái luật nó mới vừa cách ra, chưa ráo mực, cách đây mới 1-2 ngày thôi. Và người ta nói rằng là cái đợt đầu tiên nó sẽ nhận những check đó thì trong vòng 3 tuần lễ đầu tiên thì những cái trường hợp mà rõ ràng đó thì chúng ta sẽ nhận check rồi đó. Còn những cái người mà lãnh tiền SSI đó, nếu mà quý thính giả trong cái trường hợp đó mà mình không có khai thuế đó, thì cũng làm ơn đi khai thuế đi. Mình khai thuế mà mình không có đóng thuế, tại là mình lãnh SSI mà. Nhưng mà mình cứ khai thuế để mình có những cái thông tin về cái địa chỉ của mình hay là vân vân đó, thì chắc có lẽ là mình phải cần rồi. Tại vì cho tới giờ phút này cái sở thuế không có cái thông tin về những cái người lãnh SSI. Thì nếu mà giả sử mà giả sử mà rồi ra mà nói là ngay cả những người lãnh tiền già SSI cũng vẫn được đi nữa đó, thì chắc chắn là sở thuế họ sẽ có những cái thông báo để cho mình biết là mình cần phải làm cái điều gì thì họ mới có cái thông tin của mình, họ mới gửi check về được mà. Cho nên cái câu trả lời là chắc chúng ta phải chờ thôi, chứ nghĩa là những cái người mà trong cái diện SSI chắc chắn là chậm hơn những cái người mà có cái khai thuế đi làm mỗi năm như từ 2018-2019. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, thưa với luật sư Duyên, bên cạnh đó thì cái vấn đề thất nghiệp thì chúng ta biết là rất nhiều người dân Mỹ mà nếu mà làm ở trong những cái ngành nghề như là những nhà hàng, những quán bar hay là gọi là những cái nơi mà đã bị đóng cửa thì bị ảnh hưởng đến rất là nhiều, hoặc là những tiệm nail, những tiệm hớt tóc. Thì thưa với luật sư Duyên, cái câu hỏi mà người ta đang chờ đợi để xem thật sự những người mà làm mà lãnh lương theo cái kiểu gọi là 1099 là không có đóng thuế cho chính phủ cho tới sang năm của cái năm hiện tại mới bắt đầu đóng thuế,
thì lại có những cái tin lại cho rằng là những người mà đang làm lương với lại lãnh lương 1099 chứ không phải là lãnh lương theo kiểu payroll W-2 thì vẫn có thể được khai cái tiền thất nghiệp, và bên cạnh đó không biết là cái số tiền mà 600 Mỹ Kim hàng tuần từ liên bang đến thì cái vấn đề khi mà khai thất nghiệp có được hưởng hay không. Thì luật sư Duyên có ghi nhận được những cái tin tức nào chi tiết hơn trong vấn đề này hay không ạ? Vẫn chưa có tin gì chi tiết hết á. Còn nhưng mà riêng tại vì Lệ Ngọc đang nói tới những cái người mà small business á, thì quý khán giả vào cái Google đánh cái chữ là cái Small Business Owner's Guide to the CARES Act á, tức là cái những cái hướng dẫn dành cho small business owner cho cái tại vì cái luật này nó tên là CARES đó, thì đánh là The Small Business Owner's Guide to the CARES Act. Quý thính giả đánh cái hàng chữ đó thì nó dẫn tới mình tới cái link, thì nó sẽ mở ra một cái trang để mà nó giúp cho những người small business với là những người doanh nghiệp mà rồi mình đi theo tất cả trong cái trang đó, nó có những cái link cần thiết hết. Ngay bây giờ những cái thông tin mà anh em chúng tôi chia sẻ với quý thính giả đó, nó chỉ có cái tính cách khái niệm, có tính cách tổng quát thôi. Đi vào chi tiết thì chắc chắn những cái trang đó nó sẽ có. Và ngay bây giờ tôi cũng khẳng định là cái cơ quan IRS đó, họ cũng khi mà họ nhận được cái luật đó rồi đó, thì họ phải ngồi xuống, rồi từ tổng giám đốc cho tới các ông giám đốc rồi cho tới nhân viên, họ sẽ có những cái phiên họp. Thì cái phiên họp đó chắc là nó phải kéo dài vài ngày cho tới một tuần, để rồi họ biết là họ sẽ làm cái gì. Thì cái tuần tới đó, cái tuần thứ hai đó, mình mới, thứ nhất mình sẽ nhận được cái hướng dẫn, và sau đó thì những cái trường hợp mà nó rõ ràng, nó dễ dàng đó, mình, những cái người đó sẽ nhận cái check trước. Còn những cái trường hợp còn lại mà chờ bên phía IRS mà họ phải làm việc đó, thì chắc chắn trước hay sau gì cái check cũng về, nhưng mà chậm hơn những người khác, chỉ có như thế thôi. Xin chờ, trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, có rất là nhiều những cái yêu cầu của quý vị, thì Lê Ngọc cũng đã vào những cái trang mà gọi là hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ mà chúng ta thường biết tới là SBA, là Small Business Associate. Thì những cái cơ quan này, thưa quý vị, họ cũng đã đưa ra bắt đầu những cái tin tức cho những cái chương trình hỗ trợ về vấn đề tài chính mà họ gọi là Disaster Loan Program, tức là DLP, cho những cái doanh nghiệp nhỏ để mà khắc phục cái sự thiệt hại do COVID-19 này gây ra. Lê Ngọc thấy là cái lãi suất nó thấp, nó có thể là tối đa chỉ là 3.75% thôi, và cái số tiền mà quý vị mượn được tối đa có thể lên tới 2 triệu. Nhưng mà khi nói như vậy, quý vị phải chứng minh thật sự là cái cơ sở thương mại của quý vị đã thâu nhập được để mà cần đến cái số tiền tới 2 triệu, chứ không phải là dễ dàng để mà cho chúng ta mượn. Rồi chính Lê Ngọc cũng thấy là những cái đòi hỏi trong đó, họ cũng có để ý tới cái credit rating của chúng ta. Rồi nhiều khi nếu mà mượn từ cái số tiền mà 25.000 trở lên thì quý vị phải có collateral, có nghĩa là quý vị cũng phải có nhà cửa hay là những vấn đề gì để mà quý vị có thể thế chấp. Dù rằng cái vấn đề thế chấp nó không bắt buộc, nhưng họ cũng đã nói đến nếu mà số tiền mượn lên tới trên 25.000 trở lên. Và trên cái trang mạng của SBA thì những vùng tiểu bang nào mà bị thiệt hại bởi COVID-19 thì hầu như chúng ta đều biết là ở nước Mỹ tất cả những tiểu bang đều bị ảnh hưởng trong cái vấn đề này. Thành thử không phải là ngay từ phút này mà chúng ta đã có đầy đủ những tin tức, nhưng dần dần thì chúng ta cũng sẽ biết được. Riêng cái điều mà Lê Ngọc thấy là cũng có những cái vấn đề yêu cầu, những cái requirement để mà quý vị có thể mượn được tiền của chính phủ. 3.75% là cái tiền lời cao nhất cho mỗi năm, và cái thời hạn để mà quý vị trả lại có thể tối đa lên cho tới 30 năm. Riêng những cái cơ sở thương mại nào là những cái cơ sở thương mại bất vụ lợi, tức là non-profit, thì cái lãi suất cao nhất cũng là khoảng 2.75% cho mỗi năm mà thôi. Nhưng mà để nộp những cái hồ sơ này, thưa quý vị, thì Lê Ngọc thấy nó cũng đòi hỏi rất nhiều những cái thông tin từ những cái cơ sở thương mại của chính mỗi người của chúng ta. Thành thử trong cái vấn đề này, thưa quý vị, nếu mà gọi là
giúp đỡ được cái gì cho quý vị, vì quý vị thính giả hoặc là nhắn tin vào cho Lệ Ngọc cũng khá nhiều rồi, nhưng khi mà chưa được biết chắc thì Lệ Ngọc không dám để mà có thể phục vụ cho quý vị. Nhưng mà khi có biết rõ ràng rồi thì Lệ Ngọc cũng sẽ gửi ra những cái thông tin này để mà có thể giúp đỡ cho quý vị chủ nhân của những cơ sở thương mại nhỏ. Riêng cái vấn đề mà quý vị đi làm việc mà lãnh 1099, dù rằng quý vị không phải là chủ nhân, thì hiện nay cái điều mà Lệ Ngọc thấy là quý vị cứ khai tiền thất nghiệp đi rồi xem coi là cái vùng tiểu bang của mình nó sẽ trả lời cho mình như thế nào. Đó là cái điều mà Lệ Ngọc thấy một cái sự khác biệt giữa W-2 và 1099 của những nhân viên, thưa với lại luật sư Duyên. Thì có nhiều điều mà khi vào chi tiết chúng ta không có biết rõ đó, thì cái lời khuyên của Lệ Ngọc rất là chính xác. Chúng ta nộp đơn, chúng ta cứ nộp, và khi mà ngay cái tiểu bang của mình mà người ta xét cái đơn xin tiền thất nghiệp của mình á, người ta sẽ cho mình biết là mình có qualify hay không, và mình không qualify là vì lý do gì. Mình khi mình biết cái lý do rồi, mà mình biết nếu mà giả sử người ta từ chối mình mà người ta từ chối trật đó, có nghĩa là mình có cái lý do để mà mình khiếu nại mà, thì họ vẫn cho mình có cái cơ hội mà mình có thể mình xin ra cái hearing, rồi ra cái hearing mình trình bày với một cái vị quan tòa. Cái thủ tục nó cũng rất là đơn giản, cho nên cái lời khuyên quý thính giả cứ tiếp tục nghĩ rằng là mình có thể được đó, thì cứ nộp đơn, rồi sau đó mình sẽ giải quyết cái vấn đề từ chối hay là chấp thuận sau. Trở lại với Lê Ngọc. Và một cái vấn đề khác nữa, thưa với luật sư Duyên, có nhiều người họ rất là thắc mắc, họ hỏi là tại sao thật sự có nhiều người lại phải nói rằng là phải đeo khẩu trang khi mà ra ngoài đường. Còn có những người thì nói rằng là không cần đeo khẩu trang, tại vì thật sự chỉ khi nào mà chúng ta bị bệnh thì chúng ta mới đeo khẩu trang. Nhưng mà hiện nay khi mà Lệ Ngọc đi ra ngoài đường thì Lệ Ngọc thấy là phải nói là nhìn qua nhìn lại thì cái số người dân ở Mỹ họ đeo khẩu trang thì Lệ Ngọc nghĩ chắc có lẽ là cũng hơn 1/3 người dân ở Mỹ hiện nay nếu mà đi ra ngoài đường thì chúng ta đã thấy là đã đeo khẩu trang, thưa luật sư Duy. Cái vấn đề đeo khẩu trang đó, thứ nhất là đeo khẩu trang nó giúp, yes, nó giúp rất là rõ ràng. Tại vì mình ngay bây giờ nè, khi mà chúng ta có những người mà nếu mình không có biết là mình có bị, khi mình có bị nhiễm cái virus đó hay không, mình không biết. Và nhiễm virus thì có những người vừa nhiễm virus một cái là bệnh trạng nó lên nặng nề lắm, nhưng mà cũng có những người là virus nó đã nằm ở trong người của mình rồi nhưng mà nó không có triệu chứng thì cũng không sao cả, rồi từ từ cơ thể mình cũng có cái chất đề kháng để mà diệt con virus thôi mà. Thành ra mình đeo cái khẩu trang nó có hai cái lợi. Cái lợi thứ nhất là chẳng hạn như chúng ta bước vào một cái chỗ nào đó, cho dù người kia đứng cách xa mình, ví dụ mình sắp hàng ở trong ngân hàng, hay là mình sắp hàng ở trong bệnh viện, hay là mình chờ lấy thuốc ở một cái phòng mạch bác sĩ chẳng hạn, một người bỗng nhiên họ ho, thì cái ho của họ nó bung ra trong không gian mà. Thì nếu mà chúng ta không có khẩu trang thì chúng ta sẽ thở cái vi khuẩn đó. Thành ra yes, mình có cái khẩu trang là mình bảo vệ lấy mình. Còn nếu mà mình có khẩu trang, mình cũng bảo vệ người khác nữa. Có nghĩa là khi mình nhảy mũi, khi mình ho thì nó không có lan ra không khí, nó không có hại người khác. Cho nên cái việc đeo khẩu trang thì chắc chắn nó có một cái tác dụng là nó bảo vệ, cái nó không có chối cãi được. Sở dĩ mà trong những ngày đầu mà cái lời khuyên đó là đi ra đường không cần mang khẩu trang đó, là tại vì chúng ta thiếu khẩu trang. Người ta muốn là mình đừng có mua, mình chất đống ở nhà rồi mình xài không hết hoặc là chưa có cần thiết. Trong khi đó nhà thương, bác sĩ và những cái người y tá và những cái người mà dọn dẹp trong nhà thương đó họ cần trước mình. Vì cái sự khan hiếm đó mà người ta khuyến khích mình là đừng có tích trữ, đừng có chứa khẩu trang trong nhà mình. Có nhiều người đi ra bao nhiêu cái khẩu trang ở trên cái chuyện này xảy ra là cũng mấy tuần trước rồi, họ vét sạch hết luôn. Thành ra tới lúc mà cái cơn dịch nó nổ lên đó thì ngay cả nhà thương, ngay cả bệnh viện bị thiếu. Chúng ta biết là cái khẩu trang mà dành cho y tá với bác sĩ thì nó đặc biệt rồi, nó khác rồi.
cái sự khẩu trang mà dành cho những nhân viên làm việc bình thường đó, người ta cũng thiếu nữa. Cho nên chính vì như vậy mà cái lời khuyên nói rằng là đừng có, nếu mà không cần thiết, nếu không cần thiết thì đừng có đeo cái khẩu trang. Cái lời khuyên đó là chỉ vì chúng ta khan hiếm thôi. Nhưng mà nếu mà giả sử mình có cái khẩu trang thì mình nên mang, là tại vì nó bảo vệ cho mình mà đồng thời nó cũng bảo vệ cho người khác, cho những người khác nữa. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, những cái tin tức mà Lê Ngọc nhận được ở ngay tại tiểu bang New York hiện nay mà chúng ta biết rằng là rất nhiều người dân ở đây bị nhiễm bệnh. Thì Tổng thống Donald Trump ông có lên tiếng là ông rất là bàng hoàng khi mà ông thấy quá nhiều những cái chiếc túi, mà những cái chiếc túi này đựng thi thể của những bệnh nhân mà họ bị COVID-19, gọi là chất đầy hành lang ở cái bệnh viện Elmhurst ở New York. Thành thử thưa với lại luật sư Duyên, khi mà chúng ta thấy được một cái sự kiện nó xảy ra ở New York như vậy thì tất cả mọi người cũng rất là lo ngại, vì từ New York rồi nó lại lan qua ở New Jersey, Delaware, rồi ngay cả quý vị thấy là DC, Maryland, Virginia, cái con số mà mỗi ngày chúng ta đều thấy nó đều gia tăng. Khi mà quá nhiều những cái xác chết như vậy, rồi một cái nhu cầu, đó là một cái nhu cầu cần đến những cái y tá, thì họ nói rằng có quá nhiều những cái y tá vì cái số tiền mà họ trả được mỗi một giờ, cái số tiền của các y tá ở ngay tại New York, thưa quý vị, có nhiều người họ được trả cho tới 100 đồng cho một giờ. Thành thử họ sẵn sàng họ chuyển qua vùng New York, bất chấp là cái đó có cái nguy hiểm có thể bị lây lan COVID-19. Nhưng mà ngược lại, khi mà nói đến vấn đề là cái trách nhiệm của một người y tá hay một người bác sĩ, thì cái điều đó nó cũng mang cái tính hàng đầu để mà cho các vị y tá này, các vị bác sĩ, họ sẵn sàng họ đến New York để mà họ giúp đỡ cho những người bệnh nhân này, thưa luật sư Duyên. Khi mà một cái sự việc nó xảy ra đó, nó đây mình phải phân tích cái đầu óc của con người một chút xíu. Khi mà mình nghe, như là mình nghe một cái biến cố mà nó bùng nổ đó, thì những cái người cứu hỏa nè, những người cảnh sát nè, họ được train là thí dụ đám đông mà chạy đường này đó, tức là bỏ chạy đó, thì họ đi ngược lại để họ đi vào tuyến đầu để mà họ làm cái công việc của họ. Nên ra cái đó là họ được train. Còn cái nếu mà nói bây giờ những người không được train, thì những người không có được huấn luyện như chúng ta đó, thì nó có hai cái luồng suy nghĩ. Cái luồng suy nghĩ là để mà mỗi lần mà xảy ra một cái chuyện gì mà bùng nổ ra đó thì họ bỏ chạy. Và một cái suy nghĩ thứ hai là khi mà chuyện gì bùng nổ ra đó, cái con người đó họ không có nghĩ tới chính họ, mà họ nghĩ rằng là tôi có thể làm cái gì để mà tôi góp phần, để mà tôi giúp. Hai cái luồng suy nghĩ đó nó khác nhau rất là rõ. Thành ra trong xã hội luôn luôn đó, có những người nói rằng là hey, bây giờ trong cái lúc này đó, cái quan trọng nhất là tôi coi cái lúc mà tôi nói chuyện đó, bao nhiêu người, nghĩa là cái ratings của tôi là bao nhiêu, tôi có hơn được cái Monday Night Football hay không, rồi làm sao mà tôi nói láo để cho người ta tin tôi. Thì đó là một cái luồng suy nghĩ. Một cái luồng suy nghĩ thứ hai là tất cả đều phải lo, tức là người ta không để ý chính người ta nữa, người ta để ý là người ta để ý cho những cái người mà đang bị hại. Mà ngày hôm qua đọc một cái bài báo liên quan tới ông thủ tướng Boris Johnson, thì ông Boris Johnson bây giờ ông đã nhiễm coronavirus rồi. Ra khi mà được phỏng vấn thì ông nói rằng là ông cảm ơn bác sĩ, y tá, vân vân, đại khái, và ông nhắc lại một cái câu là của bà Margaret Thatcher đó. Bà Margaret Thatcher là cũng là thủ tướng, bà nữ thủ tướng cách đây lâu rồi. Thì bà nữ thủ tướng đó, thì lúc mà bà có một cái bài diễn văn, trong cái bài diễn văn đó bà nói rằng là nếu mà mình mà gặp khó khăn đó, đa số cái khuynh hướng của người ta cứ nói rằng là lo cho gì đó, nhà nước phải lo cho tôi, xã hội phải lo cho tôi. Bà nói rằng là không, không có nhà nước nào lo, không có xã hội nào lo đó. There's no such thing like a society. Không có cái,
chỉ có gia đình mình tự lo mình, mỗi một cá nhân tự lo cho mình. Thì cái context của bà nói đó là cái nội dung bà nói nó có một cái ý khác, nhưng mà thực sự khi mà áp dụng vào cái trường hợp coronavirus này đó thì nó sai. Cho nên ông Boris Johnson ông có nói mà ông nói thì cũng như nửa đùa nửa thật đó. Ông nói là yes, có một cái concept về cái society, có nghĩa là khi mà xảy ra một cái đại dịch như thế này đó thì chính quyền có cái trách nhiệm. Mình nghe như vậy để mình hiểu. Thành ra Lệ Ngọc mới vừa chia sẻ thì anh cũng chỉ nhìn thấy rằng là có hai cái luồng suy nghĩ nó rất là rõ ràng. Giống như là có những người mà đi ra chiến trận đó mà nghe nổ một cái đùng đó thì họ nghe cái tiếng nổ mà ngay bên cạnh một cái đó là tự động họ có cái thói quen là cái phản xạ đó. Phản xạ là họ cover cho đồng đội họ. Còn cũng có những cái người mà không có để ý gì tới đồng đội hết, nó chỉ rút cho mình đó. Đó là hai cái luồng suy nghĩ mà nó tiềm tàng trong mỗi con người, khó nói lắm. Cho nên qua cái sự kiện này chúng ta thấy rõ là thế nào là một cái người lãnh đạo tốt, thế nào là một cái người lãnh đạo tồi, chỉ có như vậy thôi. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, một cái tin vui mà Lê Ngọc thấy ở Canada thì chính gọi là vợ của ông Justin Trudeau đã khỏi bệnh rồi. Thì thưa với luật sư Duyên, khi mà chúng ta nói đến những người mà bị nhiễm COVID-19 rồi những người mà họ được chữa trị, họ được khỏi lại để trở lại khỏi có bị cách ly với lại người thân, khỏi phải bị cách ly xã hội. Trong khi đó thì cũng có rất nhiều những người với những cái chức vụ cao ở một số nước trên thế giới, khi mà họ bị nhiễm, giống như là thủ tướng của nước Anh ông Boris Johnson, ông vẫn phải điều hành. Và ngay cả ở nước Mỹ của chúng ta cũng có những nhân viên cao cấp họ bị. Nhưng mà thưa quý vị, hiện nay bắt đầu có những cái tin tức mà cho thấy là những nhân viên công lực, những vị cảnh sát mà điều hành ở một số tiểu bang thì bắt đầu họ cũng đã bị lây lan. Do đó, nếu mà thật sự, thưa với luật sư Duyên, nếu mà chúng ta nghĩ đi, cái sự lây lan này nó quá nhanh như vậy, rồi cái đời sống của người dân Mỹ chúng ta khi mà nói từ giờ cho tới 2 tuần với những gì mà Tổng thống Donald Trump ông tuyên bố là cái sự lây lan này nó sẽ lây tới lên đỉnh điểm, thì thật sự những cái phương cách mà chúng ta ở nhà nó có giúp được thật sự hay không, hay là rồi từ đó nó cũng có xảy ra những cái vấn đề mà của những người bị nhiễm COVID-19, thưa luật sư Duyên? Thứ nhất, ở nhà đó nó có một cái giá trị tạm thời. Nó có giá trị tạm thời là để cho, tại vì ngay bây giờ cái bệnh nó lan ra đó, nó lan một cách nhanh chóng khủng khiếp. Mà nếu mà chúng ta không ở nhà đó, mà cứ một người nhân hai người nhân bốn đó, là cái số người mà sự cần cái sự giúp đỡ của nhà thương nó sẽ tràn ngập, giống như là mình nó biển người vậy đó, mà bị tràn ngập thì nó sẽ làm tê liệt cái hệ thống y tế của chúng ta. Chính vì cái việc đó cho nên có một cái lệnh là chúng ta nên ở nhà tránh tiếp xúc để mà tránh lây lan. Còn hồi nãy Lê Ngọc nói là những cái người mà bị bệnh, chẳng hạn như là ông thủ tướng Boris Johnson hay là bà vợ của ông thủ tướng bên Canada, những người mà đã bị nhiễm rồi khỏi bệnh thì sao? Thì đây chúng ta biết là virus không có thuốc chữa, chỉ có một cái là nếu mà người đó được chăm sóc kỹ rồi họ thở đều hòa, giữ cho nhiệt độ đừng có cao, ăn uống đầy đủ, uống nước đầy đủ đó, thì cái cơ thể của mình nó tự động nó bắt đầu nó đánh con virus mà. Thì khi mà cơ thể của một con người mà diệt được cái virus để người đó trở lại bình thường đó, khi thử không còn dương tính nữa mà, thì trong cái plasma, trong cái huyết thanh của người đó tự động nó có cái chất kháng thể rồi, thành ra cái người đó trở nên giống như là mình trở nên miễn nhiễm đó, tức là cơ thể của mình con virus mới mà đi vô đó là coi như là bị dứt liền tại chỗ thôi, là tại vì cái cơ thể của mình sẵn sàng chiến đấu rồi. Nó chỉ cái hiểu đó y hệt như bệnh cúm vậy thôi à. Quý thính giả thấy không, cái mùa cúm tới có những người là nếu mà năm trước mà họ bị rồi đó, năm nay họ ít bị hơn là tại vì cái cơ thể họ có cái sức đề kháng rồi. Những người tuổi trẻ nghĩa là con họ sẽ nhiễm con vi khuẩn cúm, yes họ có. Nếu mà thử thì có vi khuẩn trong người, nhưng mà chỉ nhanh chóng là cơ thể giết chết con vi khuẩn, là
cơ thể có cái tính đề kháng nha. Thành ra cái mình hiểu cái bệnh cúm, mình hiểu những cái cúm gà, cúm heo này nọ đó, để mình không có quá kinh hoàng trước cái coronavirus. Nhưng mà mình hiểu được một điều là cho ở cái thời điểm này nè, là cái thời điểm mà nếu chúng ta bớt ra ngoài đó, có nghĩa là chúng ta chặn cái sự lây lan, không có làm tràn ngập các cái nhà thương của chúng ta. Còn nếu mà bây giờ giả sử một người nào mà đang có thử dương tính coronavirus, chẳng hạn có những người thử mà dương tính mà nhà thương họ cũng không có cho nằm đâu. Nhà thương họ cũng cho một cái lời khuyên là bây giờ mình đã có virus rồi đó, đi về nhà tĩnh dưỡng, đừng có gần những người khác trong gia, trong gia đình. Ráng cover lại, lỡ cái hơi thở mình đừng có thở, đừng có hắt xì, đừng có ho ra, rồi rửa tay sạch này nọ vân vân, và cứ nghĩa là uống nước ấm này nọ vân vân, rồi ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi, ngủ cái giấc ngủ đầy đủ như là Lệ Ngọc khuyên lần trước đó, rồi cái cơ thể mình tự động nó đề kháng thôi. Cho nên mình sau khi mình hiểu như vậy rồi, mình mới hiểu rằng là yes, cái sự mà mình ở trong nhà không phải bị đe dọa đến mức độ mà ở 3 tháng, 6 tháng đâu. Qua chừng 10 ngày, 20 ngày đó, khi mà cái mức độ lây lan nó đã kiểm soát được rồi đó, thì chúng ta vẫn có thể đi làm việc trở lại được, cũng bịt miệng, cũng mình protect mình mà, để cho cái gọi là cái bùng phát đó, mình vượt qua khỏi cái đích điểm cao nhất của nó, thì mọi sự nó trở lại bình thường. Nghĩa là để cho không sợ, cái mà chống được nỗi lo sợ đó, nó nằm ở hai cái chữ là hiểu biết, nó nằm ở hai chữ là kiến thức, chứ còn không có cái gì khác hết đó. Mình càng hiểu chừng nào thì cái con coronavirus nó càng bớt cái sức đe dọa chừng đó. Trở lại với Lê Ngọc. Trước tới giờ đó, thưa quý vị, người ta đều đang tìm kiếm xem coi thật sự là cái bệnh nhân đầu tiên, họ gọi là bệnh nhân số 0, người nào là cái người đầu tiên bị cái bệnh virus corona, rồi sau đó để mà lây lan. Thì có một cái tin từ New York Times cho biết là họ đã khám phá ra, thưa với lại luật sư Duyên, đây là một người phụ nữ ở Vũ Hán, mà bà này là chuyên môn bán tôm, bán gọi là bán seafood, bán tôm tươi. Thì cái triệu chứng đầu tiên mà bà ta cảm nhận thì bà ta nghĩ là bà ta bị cúm mà thôi, giống như là chúng ta bị bệnh cảm, hàng năm cứ tới cái mùa cúm là chúng ta bị. Nhưng mà không ngờ đó là cái triệu chứng của con virus corona. Và vì ở Trung Quốc họ đã không, họ gọi là họ giấu giếm, hoặc là có thể cũng là một cái điểm là không ai biết được thật sự đó là một cái con virus mới lạ, một cái con chủng virus nó hoàn toàn mới lạ. Và từ đó bà ta đã lây lan cho gia đình, cho con cái, rồi từ đó nó bùng nổ ở Vũ Hán. Thì thưa với luật sư Duyên, cứ mỗi một lần có một cái trận đại dịch thì tất cả những cái con virus này nó đã đem đến cho mỗi một cái đất nước một cái thử thách, một cái thử thách nó quá lớn. Ở ngay tại nước Mỹ cũng vậy. Thì hiện nay có những cái sự chỉ trích là tại sao Tổng thống Donald Trump, ông đã có những cái báo động nhưng mà ông đã coi thường hoặc là ngay chính cái hệ thống y tế của nước Mỹ đã không có sẵn sàng để mà có thể đối phó với một cái cơn đại dịch như là đại dịch của COVID-19, thưa luật sư Duyên. Lãnh đạo bằng sự ngu dốt thì nó là như thế. Thật sự ra, thưa quý khán giả, chúng ta là những người thường mà, tại vì cái coronavirus thì chúng ta mới để ý tới con vi khuẩn thôi. Rồi bây giờ mình vì trong cái thời gian này mà mình đọc đó, mình mới hiểu được rằng là virus nó có lâu đời lắm rồi, nó có hàng triệu năm trước rồi thì đó. Và mình giống như là cái lịch sử mà hồi nãy tôi mới vừa chia sẻ đó, từ bao nhiêu cái cơn dịch nó mới tới ngày nay mà. Cho nên loài người của mình á, thứ nhất là mình đã qua nhiều cái cơn đại dịch rồi, nhưng mà corona lần này là dữ dằn nhất. Và phải hiểu luôn là xong coronavirus á, không có ngưng đâu, sẽ tiếp tục có những cái đại dịch trong tương lai. Mà chính vì vậy những cái chính quyền như mà gọi là họ là có khoa học, có hiểu biết này nọ đó, ông Obama ông đâu có giỏi về khoa học, ông đâu có giỏi về virus đâu. Nhưng mà khi mà ông quan sát cái chuyện nó xảy ra ở bên Ebola bên Phi Châu đó, thì cái lúc đó là
cái lúc mà mình lập ra một một cái cơ quan chuyên phòng chuyên là đấu đá với đại dịch đó, và tất cả cái staff mà ngay cả cái staff mà ở bên Bắc Kinh đó, lúc đó là 47 người. Khi mà Tổng thống Trump lên đó, thì người ta đưa lại những cái kiến thức đó đó, thì là nói rằng là bá láp, tại sao mà là tụi tôi phải vô cái training như thế này. Wilbur Ross đó thì ngồi ngủ gục rồi chạy ra than phiền nói rằng là cái những cái training vô bổ. Còn nhân viên ở bên cái ở trên cái ủy ban mà phòng ngừa dịch của Mỹ ở Bắc Kinh đó, 47 người, cho tới cái lúc mà chúng ta biết là bây giờ còn có 14 người thôi, tức là họ thiếu nhân viên, nói thẳng như vậy. Vậy thì cái nói trở lại là nếu mà mình không có hiểu được cái con virus đó, thì mình sẽ còn những cái trận đại dịch kế tiếp nữa. Những cái bài báo mà gần đây nhất mà tôi đọc được đó, thì những cái nhà mà nghiên cứu về vi khuẩn đó, họ nói rằng là vì cái coronavirus này họ mới viết những cái bài đó. Họ nói rằng là những cái tảng băng ở địa cực đó, vì cái khí hậu thay đổi nè, nó mới tan ra. Nó tan ra thì trong đó có những cái loài vi khuẩn mà nó nằm ở dưới cái băng hà đó, nó nằm hàng triệu năm nay rồi. Bây giờ nó được thoát ra. Mà nó thoát ra rồi khí hậu ấm đó, thì nó lại sinh sôi nảy nở. Cho nên yes, thay đổi khí hậu mình tưởng chỉ là nóng lạnh thôi, nó có những cái loài nó sinh sôi. Và những cái loài đó sinh sôi, nếu mà một cái ngày nào đó mà nó xâm nhập vào cơ thể của một người, một cái bệnh nhân zero như là Lệ Ngọc nói đó, thì cái người bệnh nhân zero nó lại phải lan truyền thôi. Khi mà mình hiểu đó, mình mới nói là tất cả những cái môn học, những cái khoa học đó, nó đều nó dính với nhau. Thế nên đọc rồi, mình đã không đọc thì thôi, mà đọc rồi hay bị mê lắm. Nó cứ cuốn mình đi vào sâu mà. Cũng giống như là những cái người bình thường đó, mình coi cái phim Jurassic Park đó, mình chỉ để ý con khủng long thôi. Cũng có những người khác, trong đó có tôi, là tôi khi mà tôi xem Jurassic Park, tôi nhìn thấy những con khủng long rồi nó ào ào, nó đi tấn công này nọ đó. Nó có một cái điểm nhỏ mà tôi để ý là khởi đầu cái câu chuyện là gì? Là cái ông đó, ổng mới lấy cái nhựa cây mà nó đã hóa thạch hàng chục triệu năm nay rồi, khoảng 70 triệu năm nay rồi, nó hóa thạch rồi. Trong đó có một cái con mũi đó là con mũi mà nó đã hiện diện cách đây 70-80 triệu năm, và chắc chắn là những cái loài mũi mà nằm ở trong cái đá hóa thạch đó, chắc chắn nó cũng sống, mà có nghĩa là nó đã từng hút máu mấy con khủng long. Mà nếu mà nó hút máu mấy cái khủng long đó, thì cái DNA của con khủng long sẽ nằm trong cái con mũi đó. Đây là khoa học giả tưởng nhưng mà nó có sự thật. Rồi người ta mới lấy, người ta mới trích cái DNA ở trong cái xác con mũi đó, người ta mới tái tạo nó lại. Và khi tái tạo được cái chuỗi dây của DNA của loài khủng long đó, người ta mới cấy cái chuỗi dây đó vô trong cái trứng của mấy con ếch, mà trứng ếch cũng có, rồi trứng vịt, trứng gà cũng có. Mấy nhà khoa học họ mới cấy lại, và từ đó họ mới tạo ra những cái trứng. Khi cái trứng nó vỡ ra, một con khủng long con nó chui ra, và người ta dựng lại cái Jurassic Park theo cái lý thuyết đó đó, tức là loài khủng long hiện diện cách đây bao nhiêu triệu năm không biết, chết vì lý do gì, bây giờ họ dựng lại. Mình nghe cái đó là cái chuyện giả tưởng, nhưng mà trong cái chuyện giả tưởng đó, nó dẫn cho mình cái hiểu biết về cái DNA, cái yếu tố DNA nó sinh, nó quan trọng như thế nào trong cái chuyện mà cấu tạo một cái sinh vật mà. Cho nên yes, khi mà có bệnh nhân zero thì nó lan ra như vậy. Và khi mà cái ông bác sĩ ở Vũ Hán đó, ông nhìn thấy khi mà ông chữa bệnh cho cái gia đình mà bị, mà của cái gia đình cái bà bán hải sản ở Vũ Hán đó, ông mới giật mình, ông mới thấy rằng là cái con vi khuẩn này không phải là cái con bệnh cúm hàng năm, mà nó, thứ nhất, cái con này nó nguy hiểm hơn nhiều, và cái mức độ lây lan của nó lẹ hơn nhiều. Và ông mới loan báo cho gia đình của ông là coi chừng, đi về nhà bịt miệng rồi này đó lại đi, vân vân. Tại vì người bà này bị, có nghĩa là rất là nhiều người bị rồi mà. Thì lúc đó chính quyền Trung Quốc đó, thay vì gọi là cảm ơn ông đó, là giam ông, là bắt ông ký một cái tờ khai
gọi là đã khai gian mà làm cái chuyện tầm bậy mà da mỏng, rồi rốt cuộc tới chừng mà nó bung ra rồi ổng trở nên người hùng. Ổng trở nên người hùng trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng mà ổng đã nhiễm bệnh rồi, cho nên mới 34 tuổi mà ổng chết. Mà đó là mình càng hiểu, mình đã hiểu thì cái cơn sợ của mình bớt đi. Cho nên thưa quý thính giả, cái đó cái vi khuẩn nó lan từ cái bệnh nhân zero mà nó lan tới mọi người, nó lan theo cái con đường đó. Vậy thì cái chuyện mà chúng ta ở trong nhà này nó rất là hiệu quả. Mình không có đi ra, mình không có hắt hơi người khác hắt hơi, mình không có phải thở vào, và mình bảo vệ mình. Chúng ta chỉ cần như thế này, mà tôi tin rằng là tới cái hạn 30 tháng 4 mà Tổng thống Trump vừa ra lệnh đó, chắc có lẽ tới 30 tháng 4 thì cái đà của nó giảm rất là nhiều. Tại những cái người mà đã mắc bệnh mà không có phải tử vong đó, không phải chết đó, thì những người đó trở nên miễn nhiễm và cái bệnh nó bắt đầu nó bớt lây lan. Và khi chúng ta ra đường, chúng ta biết tự bảo vệ mình rồi mà mình chờ là tại vì trong vòng 1 năm cho tới 18 tháng khi mà cái vaccine nó ra đời đó, chúng ta chủng ngừa thì cũng giống như mình bệnh cúm hàng năm thôi. Thì cái đó là cái mà chúng ta cần hiểu biết, và chúng ta mới hiểu rằng là vì sao chúng ta cần ở nhà. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, và chuyển qua những cái vấn đề liên quan đến vấn đề kinh tế thì chúng ta thấy rằng là với những cái nhu cầu cần thiết về nhu yếu phẩm như là những cái món ăn mà nó rất là giản dị, những cái đồ ăn mà chúng ta đi chợ thường xuyên trước đó chúng ta thấy nó rất là rẻ. Điển hình nào là trứng, sữa, những cái vấn đề mà chúng ta cần cho đời sống hàng ngày, thì quý vị đã thấy là vì cái nhu cầu hiện tại của chúng ta mà cái giá tiền nó cũng mắc lên hơn. Nhưng mà có một cái điều ngược lại thưa với luật sư Duyên, đó là giá dầu. Thì được biết là giá dầu lại tụt xuống một cái mức thấp nhất trong 18 năm, và cái nhu cầu dầu thô cũng tan biến đi do cái đại dịch COVID-19. Quý vị có tưởng tượng là cái giá dầu thô rớt xuống chỉ còn có hơn 23 Mỹ kim cho mỗi thùng trong cái ngày hôm nay, ngày thứ hai, đó là cái mức thấp nhất kể từ năm 2002. Thì xuyên qua cái vấn đề mà giá dầu thấp như vậy, thưa với luật sư Duyên, nó có những cái ảnh hưởng tiêu cực hay là tích cực? Cái điều mà trước tiên mà Lê Ngọc thấy là khi mà đi ra đổ xăng thì hầu như chúng ta đều có vẻ như là cũng có một cái niềm vui là bây giờ chúng ta đổ xăng nó cũng rẻ đi hơn rất là nhiều. Lê Ngọc đi Costco thì Lê Ngọc thấy là đổ xăng bình thường hiện nay chỉ còn có 1 Mỹ Kim 75 cho một gallon ở vùng của Lê Ngọc thôi. Nhưng cái niềm vui này của chúng ta nó có mang đến một cái ảnh hưởng tiêu cực cho kinh tế của nước Mỹ hay không, thưa luật sư Duyên? Cái niềm vui không có mang tới cái tiêu cực. Thực sự ra cái tiêu cực là tại vì cái giá dầu nó rớt xuống đó, thì nó ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán. Nhưng mà thực sự tại vì thị trường chứng khoán bao giờ nó cũng dựa trên cái giá dầu dữ lắm. Thì giá dầu lần này nó giảm, thưa quý thính giả, nó do hai cái lý do. Mà tại vì cái coronavirus nó phủ trùm quá, thành ra những cái tin khác nó bị mờ đi. Anh em chúng tôi có chia sẻ với quý thính giả cách đây vài tuần đó, là Nga và cái khối OPEC. Khối OPEC là cái khối mà những cái nước sản xuất dầu đó, mà cái quốc gia mà gọi là ảnh hưởng lớn nhất trong cái khối OPEC đó là Ả Rập Saudi đó. Thì Nga với Saudi bây giờ họ đang choảng nhau về cái giá dầu. Trong lúc mà OPEC đề nghị rằng là tất cả những cái nước sản xuất dầu bao gồm cả Nga, Nga thì không có trong khối OPEC mà họ được mời gọi, mà nói là giảm cái sản lượng đi. Để mà mình giảm cái sản lượng đi đó thì mình cái giá dầu nó không có rẻ mạt, thì mình nhờ giữ cái giá dầu cao đó thì nó giữ cho nền kinh tế. Tại vì chúng ta biết kinh tế của những nước đó như là Nga và Ả Rập Saudi này nọ, với lại Cộng hòa Ả Rập Thống Nhất, là nguyên cái khối OPEC đó, họ sống nhờ dầu hỏa không à. Thành ra họ muốn là cùng nhau hợp tác để mà giữ cái giá dầu. Nhưng mà trong khi mà đồng ý như vậy đó, thì Nga, chúng ta biết Nga mà ngưng không sản xuất dầu á thì Nga chết. Cho nên Nga bước ra khỏi phòng họp. Mà Nga vừa bước ra khỏi phòng họp đó thì Ả Rập Saudi là cái nước mà sản xuất dầu mạnh nhất, mà họ nói là nếu như vậy đã chơi luôn thì Ả Rập Saudi sản xuất
gấp bội luôn, bán cho Trung Quốc giá rất rẻ luôn. Nhưng mà cái, thành ra cái giá dầu nó rớt. Nhưng mà không có ngờ là trong lúc mà hai bên đấu đá đấy, thì xảy ra cái coronavirus. Bây giờ quý tín giả thấy không, nội cái số lượng mà máy bay không bay đó là cả thế giới này, cái mức tiêu thụ nó giảm cỡ nào. Rồi những cái nước mà hay lái xe đi vòng vòng như là nước Mỹ chúng ta, mà bây giờ xe nằm nhà hết đó, thì cái số lượng dầu nó kinh hoàng lắm. Cho nên tự nhiên cái xăng dầu trên thế giới nó thặng dư. Chúng ta nên nhớ là nếu mà nước mà thặng dư đó không có sao hết trơn đó, là tại vì muốn chứa nước thì một cái bồn nào, một cái reservoir thiên nhiên nào cũng có thể chứa nước được. Dầu nó không có như vậy. Một cái bồn xăng mà chúng ta mà không có đàng hoàng đó, mà chúng ta chứa dầu đó, dầu mà nó lít ra mà nó thấm vô đất một cái là nó hại tới sức khỏe của toàn vùng mà. Cho nên cái chuyện mà chứa dầu đó, chứa dầu thặng dư nó khác lắm. Mà hễ mà người ta dư là người ta không có mua. Chính vì vậy là ngay bây giờ những cái nước như là Venezuela, như là Nga, như là cái khối mà OPEC đó, họ đang bị lúng túng cái chuyện là vừa coronavirus, vừa cái trận chiến tranh dầu hỏa, nó làm cho cái giá dầu nó rớt. Ngay bây giờ thì Lê Ngọc trình bày là 23 đồng, nhưng mà có những cái dự đoán sắp tới trong cái kỹ nghệ dầu đó, nó nói có thể trong vòng một vài ngày nữa thôi mình sẽ nhận thấy là giá dầu xuống dưới 20 đồng, thậm chí nó còn từ 5 đồng tới 10 đồng một galon thôi. Nhưng mà 5 đồng 10 đồng một galon, hỏi có ai muốn mua để trữ không? Không ai muốn mua để trữ đó, tại vì trữ dầu hỏa đó nó còn mắc tiền hơn là cái công tác để mà xây bồn để mà giữ dầu hỏa đó, nó nhiều khi nó còn mắc tiền hơn là cái giá dầu nữa mà. Cho nên không có ai làm cái chuyện đó đó. Ngay bây giờ trong lúc anh em chúng ta đang nói chuyện đó, thì Nga đã bán đổ bán tháo cái công ty dầu Rosneft của Nga đó. Họ bán đổ bán tháo cái interest của họ bên Venezuela, họ bán để mà bỏ của chạy lấy người đó. Thì khi mà được nói lên cái điều đó thì bên phía bên chính quyền Nga cũng gọi là dở giọng để trấn an, nói tụi tôi đâu có bán đi đâu đâu, thật sự công ty Rosneft bán lại cho chính phủ Nga. Thì mình không biết là có bán lại cho chính phủ Nga hay không, nhưng mà cái công ty Rosneft đó là cái công ty quốc doanh dầu lửa của Nga, làm ăn chính thức tại Venezuela. Bây giờ họ bán hết cái tài sản của họ để họ bỏ chạy. Mình hiểu là bây giờ mình không biết cái khủng hoảng dầu hỏa này trong những ngày tới nó sẽ dẫn đi tới đâu nữa. Nhưng mà chúng ta mới thấy một cái điều là cái kỹ nghệ dầu hỏa thật sự đó, nghe nói thì là nó đem tiền tới, nhưng mà nó giết chết một quốc gia kinh hoàng lắm. Cho tới giờ phút này, bất kỳ quốc gia nào mà chỉ giàu chỉ nhờ dầu hỏa đó là đều tê liệt hết. Quý tín giả thấy có một cái món hàng nào của Nga mà bán trên thế giới không? Có một cái món hàng nào của Ả Rập Saudi bán trên thế giới không? Là tại vì họ có dầu mà. Bao nhiêu cái là học trò mà vừa ra trường cái là họ cho đi học vào trong cái kỹ nghệ dầu hỏa hết. Thành ra tất cả những cái đa số cái lực lượng trí thức và sản xuất của họ đó chỉ vào có một ngành duy nhất, đó là sản xuất dầu. Những cái môn học của họ nó liên quan tới cái ngành dầu hỏa. Mà khi mà cái ngành đó mà bị tê liệt á thì là coi như họ cũng bị suy trầm theo cái chuyện đó. Nga thì chỉ có dầu hỏa và vũ khí, mà trong cái bối cảnh này đâu có ai mà mua súng để mà giết nhau nữa. Cho nên trong những ngày sắp tới đó, mình không hiểu là cái tình hình mà chính trị của thế giới này nó như thế nào trước cái viễn tượng là giá dầu hỏa rớt xuống một cách như là kinh hoàng. Vài người ngày nữa thôi, có thể là nếu mà những cái chuyên gia mà về dầu hỏa mà họ nói đúng đó, có thể một thùng dầu hỏa đó xuống dưới 10 đồng. Và như thế có nghĩa là chúng ta tới cây xăng Costco của Lê Ngọc đó không phải trả 1 đồng 75 nữa đâu, mà có thể trả 1 đồng được 1 đồng 1 gallon cũng có nữa. Chúng ta chờ xem như thế nào. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, trở lại về cái vấn đề mà cái gói kích thích kinh tế, cứu trợ kinh tế trong cái đại dịch COVID-19, thì có một cái nhân vật thưa với luật sư Duyên, đó chính là Thomas Massie. Thì hiện nay
người ta cứ nói đến một cái hiện tượng Thomas Massey, thì ông này là một vị dân biểu ở bên đảng Cộng Hòa, đã bỏ phiếu là không có đồng tình cho cái vấn đề cái gói cứu trợ kinh tế mà hơn 2.000 tỷ. Thì thưa với luật sư Duyên, tại sao trong cái số mà chúng ta biết là cái phiếu là thắng áp đảo luôn thì lại có ông Thomas Massey? Những gì ông suy nghĩ, hay là ông phải có một cái ý nghĩ gì để mà đưa ra cái phiếu của ông là ông bỏ phiếu là không, thưa luật sư Duyên? Cái chuyện của ông Thomas Massey này lạ lắm. Ông này là một cái người đảng Cộng Hòa, mà đảng Cộng Hòa cánh phải đó, mà cực đoan nữa. Người ta nói ông là sản phẩm của cái phong trào Tea Party đó. Quý thính giả nhớ là khi Tổng thống Obama mới vừa nhậm chức đó, là cái đám da trắng cực đoan và cái đám Cộng Hòa mà gọi là điên đó, nó họp liền, nó lên kế hoạch để mà nó đánh Obama cho bằng được. Nhưng mà đánh thì mình đã thấy rồi, Obama với cái cách mà ông điều hành á, ông không care cái chuyện đó, và vì ông chỉ có care cho nước Mỹ thôi. 8 năm của Obama là 8 năm thành công rõ ràng như thế. Bây giờ các sử gia đã đánh giá Obama rất là cao rồi, sử gia da trắng của Mỹ. Nhưng mà trở lại cái ông Thomas Massey này, ông là cái sản phẩm của cái phong trào Tea Party đó. Ông là cái người mà ông tin cái thuyết, nó gọi là cái thuyết Deep State, mà nó là có một cái chính phủ ngầm. Ông tin vào QAnon, rồi ông tin vào conspiracy đó. Thì ông này là một cái gần như là cái đầu óc nó bị hoang tưởng, nó bị băng hoại rồi. Cho nên cái hôm vừa rồi đó, là chúng ta biết là Thượng viện đồng ý một gần như là 96 phiếu trắng ủng hộ cái gói kích cầu này đưa qua cho Hạ viện. Thì Hạ viện cũng là chuẩn bị để mà gần như là bỏ phiếu thắng trắng luôn đó. Thì ổng mà tại vì lúc đó đó, đa số các những cái người mà dân biểu Hạ viện đó, họ đã đi về quê của họ rồi. Thành ra mà cần phải bỏ phiếu khẩn cấp như thế này đó, thì cái bà chủ tịch là bà Nancy Pelosi đó, bà nói rằng là mấy ông không có cần phải trở lại và tôi cho bỏ phiếu. Có nghĩa là giống như là anh Duyên ở California này vẫn có thể gọi lên và nói là yes hay là no, anh Duyên vẫn có thể gọi lên. Thì cái đó là bình thường mình làm ok. Nhưng mà tự nhiên cái anh chàng Thomas Massey này là anh muốn, hình như anh muốn nổi tiếng hay sao đó. Anh nói anh chống. Mà anh chống dựa theo một cái điều khoản ở trong hiến pháp. Mà cái điều khoản này yes là anh chống, nếu mà nói gì cái điều khoản đó thì điều khoản đó có, nhưng mà ít khi nào mà chủ tịch Hạ viện hay là lãnh tụ đa số mà anh vẫn gọi là chủ tịch Thượng viện đó, ít khi nào người ta xài lắm. Tức là nếu mà muốn bỏ phiếu đó thì phải có mặt tại hiện trường để bỏ. Thì bây giờ khi mà bà Nancy Pelosi bà nói là bà muốn chuẩn thuận cái này khẩn cấp để mà lo cho dân đó, thì anh này anh nói rằng là anh sẽ phản đối, anh sẽ làm một cái motion. Ông nói là làm như vậy là nó vi phạm hiến pháp vân vân. Thì khi mà ảnh lên tiếng như vậy đó, thì cả dân chủ với Cộng Hòa người ta đang ở xa, mà lúc này đó thì mấy cái hãng máy bay thì không có bay, thiếu máy bay, rồi nếu mà lái xe thì lái xe quá xa, mà đi đó thì vô trong cái phòng họp đó thì sợ ngồi gần nhau thì gây coronavirus nữa. Nhưng mà chỉ vì một cái anh điên này, ảnh nói ảnh dùng cái điều khoản đó của hiến pháp, thành ra ảnh có thể ảnh phá vỡ cái cuộc bầu cử, cuộc bỏ phiếu này. Trong đầu của ảnh chắc có lẽ là ảnh muốn phá vỡ, là tại vì ảnh không có muốn là ảnh muốn bôi xấu cái đảng Dân Chủ Hạ viện hay là sao đó. Nhưng mà bên phía Cộng Hòa nói là họ không đồng ý với ảnh, mà ta nói thằng cha này làm bậy. Thì lúc đó người ta đã rush về, thì cũng may mắn là rush về cái số mà hiện diện ở trong quốc hội đó, nó vượt quá cái số 216, cái ngưỡng 216 vị phải có mặt đó. Thì quý khán giả nhìn TV đó thấy là mấy trăm vị vào ngồi vượt quá, nhưng mà người ta ngồi xa với nhau. Thì lúc đó cái motion của anh chàng Massey này vừa được đưa lên thì người ta chửi liền, Cộng Hòa chửi, Dân Chủ chửi, mà nói là what the F này, tùm lum tà la đó. Thì rốt cuộc lại thì mình cũng đã bỏ phiếu và cái gói kích cầu này cũng được thông qua rồi, tổng thống cũng chấp thuận rồi. Nhưng mà sở dĩ mà cái tin này nó thành bản tin đó, là để nó cho thấy rằng là
có những cái điều mà cái bản hiến pháp của mình đó, nó thiếu sót, bây giờ cần phải sửa chữa rồi. Tại vì một cái thằng điên như thế này mà nó vẫn có thể nó chận cả một cái một, nó có thể gọi là thọc gậy bánh xe được đó, thì mình biết cái này nó something nó wrong rồi. Đến mức độ đó mà hai ông lãnh tụ, hai ông gọi là nổi tiếng của Dân Chủ và Cộng Hòa đều chửi hết đó, là ông Tổng thống Trump thì chửi thằng này nè, nói rằng là này là cái anh chàng grandstand, khi mà ông dùng cái chữ grandstander đó là tiếng Việt Nam mình tạm dịch anh ba nổ đó, thì anh này thuộc loại là third rate grandstander, anh ba nổ, mà anh ba nổ hạng thấp đó, anh ba nổ hạng ba đó. Nghĩa là tự nhiên nghĩa là bậy mà, thành ra tổng thống nó là nắm đầu nó liền ra khỏi cái đảng Cộng Hòa đi. Còn ông John Kerry là của Dân Chủ đó, thì ông chọc quê, ông nói cái thằng cha Massey này nè, chả chắc là đi, nếu mà đi thử đó thì bị nghĩa là cái bệnh mà bệnh điên rồi đó, nó positive cho cái bệnh mà khiến cho ông này trở thành một cái eho, với quý tín giả biết là tiếng Mỹ nó là chửi đó. Thì ông nói là thằng cha này cần phải quarantine, phải cô lập chả để ngừa trị cái bệnh ngu đó. Thì khi mà ông Trump mà nghe ông John Kerry mà nói những điều đó thì ông Trump cũng lên tiếng, ông nói là ông không ngờ rằng là John Kerry cũng có máu khôi hài, hai ông đùa với nhau như vậy, để cho thấy là một cái anh chàng điên điên như vậy mà vẫn có thể quậy nát được đó, là mình biết là mình something wrong với cái bản hiến pháp này. Còn trong khi mà ông tổng thống chửi cha Massey này, cha Massey này cũng là một cái tay Cộng Hòa, nói rằng là anh này đó là cái người anh ba nổ hạng ba mà, thì anh mỉa lại, anh nói không, tôi là ba nổ hạng hai chứ không tới hạng ba. Khi mà nói là ổng ba nổ hạng hai đó, có nghĩa là ổng muốn ám chỉ là cái anh chàng ba nổ mà số một đó, cái anh grandstander mà số một đó chính là tổng thống Trump nhà mình đó. Thì nên mình nghe như vậy một cái bộ mẫu tin mình thấy nó vô nghĩa, nhưng mà sở dĩ phân tích để quý thính giả cùng hiểu là nhiều khi mình nói rằng là cái cơ chế của mình nó đẹp lắm, nó tốt lắm, nhưng mà thỉnh thoảng có những cái lỗ hổng nhỏ nhỏ đó mà mình với thời gian đã quan tâm với tới chính trị đó, thì những cái người mà làm chính trị đó nên phải bứt những cái lỗ hổng đó. Mà là tại vì theo cái này là cái ngạn ngữ của Việt Nam thôi, là đừng có bao giờ coi thường mấy cái lỗ hổng đó, mấy cái lỗ hổng nhỏ vậy đó, chứ nó làm chìm chiếc tàu dễ dàng lắm. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, thưa quý vị, những cái giây phút cuối cùng đó, Lê Ngọc gửi đến cho quý vị một cái bản tin này, rồi qua cái tin này lại cũng có cái lời nhắn của vị thính giả ở bên Maryland nữa. Thì trước tiên, thưa quý vị, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tức là IMF, bà Kristalina Georgieva, thì bà này có nói rằng là cơ quan IMF sẵn sàng can thiệp vào một cái gói cứu trợ kinh tế lên tới khoảng 1.000 tỷ đô la Mỹ để cứu trợ cho các nước hội viên ứng phó với cái hiểm họa suy thoái kinh tế do COVID-19 phát xuất từ cái con coronavirus này. Thì cái điều đó chúng ta đã thấy là cái cơn đại dịch coronavirus là cái nguyên do chính đưa đến cái cơn khủng hoảng kinh tế cho toàn thế giới, và cái vai trò quan trọng có thể gọi tới một cái sự can thiệp rất là lớn của hai cái định chế tài chính quốc tế lớn nhất trên thế giới, đó là cơ quan IMF và World Bank, ngân hàng trên thế giới. Nhưng mà cái quan trọng chúng ta phải tự hỏi rằng là thật sự IMF và World Bank có một cái khả năng tài chính lớn hay không để cung ứng cho trên toàn thế giới. Vì hiện nay, thưa quý vị, có tới, họ nhìn trên thế giới, họ nói là 81 quốc gia đang cầu cứu khẩn cấp cứu trợ về vấn đề tài chính từ IMF, từ World Bank. Thành thử cái khả năng này nó có thật sự hay không. Từ cái việc này thì chúng ta thấy là việc nước Mỹ rồi các nước ở Tây Âu khi mà ra cái lệnh lockdown, phong tỏa và cách ly, đó chính là cái nguyên nhân để gây ra cái sự tê liệt đi lại qua những cái, từ đó ảnh hưởng đến cái vấn đề mà hoạt động kinh tế. Một cái điều mà Lê Ngọc nghĩ là bác sĩ tiến sĩ Anthony Fauci ông nói rất là đúng. Không chặn được cái con virus này, không chặn được cái cơn dịch hiệu quả, thì kinh tế lại càng đi sâu vào sự suy thoái
và lại có thể là nặng nề thêm. Thì thưa với luật sư Duyên, hiện nay từ cái vấn đề đó nói đến những cơ sở thương mại, thì có cái tin mà Lê Ngọc thấy từ CNBC có nói đến giống như là những cái tình trạng mà hiện nay rất nhiều những cơ sở thương mại họ nghĩ đến cái vấn đề là có nên hay là không nên trả tiền rent cũng như là mortgage. Thì quý vị, nếu mà quý vị để ý đi, những cái website mà quý vị hàng tháng quý vị vào, quý vị trả tiền nhà, thì họ có một cái khoản họ để là nếu thật sự quý vị gặp trở ngại thì quý vị vào cái chỗ này để mà quý vị xin để mà delay là trả sau này. Thì cũng tương tự như ở ngay trung tâm thương mại Eden mà Lê Ngọc cũng khởi sự cùng với lại chủ tịch của cộng đồng là Bobby Lý để mà xin ông chủ nhà đất để mà có thể là không trả hoặc là bớt hoặc là miễn trả cái tiền rent. Thì có một cái mall ở ngay tại Mỹ, người chủ nhân cái mall này là Topman, thì có nói với lại những người mà tenants, những người mướn cái mall của ổng là bắt buộc vẫn phải trả cái tiền rent. Trong khi đó thì Lê Ngọc thấy là ngay cả Cheesecake Factory họ cũng lên tiếng là họ cũng không có trả cái tiền rent cho cái tháng 4 này. Thì bên cạnh đó, cái lời nhắn của vị thính giả này nhắn vào cho Lê Ngọc, vị thính giả này bên Maryland, nó là chào cô Lê Ngọc, là xin hỏi cô có bán bảo hiểm cho tiệm nail hay không. Thì cái vấn đề đó nó không thành, nhưng mà không thành vấn đề đối với Lê Ngọc, nhưng mà nó có một cái như vậy là cô có thể giúp cho tôi, thưa với luật sư Duyên, giúp xin giảm tiền rent với lại landlord, làm ơn cho biết bao nhiêu thì tôi sẽ hậu tạ, cảm ơn nhiều. Thì luật sư Duyên nghĩ như thế nào khi mà cái vấn đề rent hiện nay nó là một cái vấn đề cho những cơ sở thương mại, thưa luật sư Duyên? Đây là cái vấn đề trước khi trả lời cái câu hỏi đó thì rất là appreciate, rất là cảm kích cái tầm nhìn của NVR của Lê Ngọc với lại ông Bobby Lý đó. Là tại vì trong những cái lúc mà vừa hỗn loạn cái đó mà Lê Ngọc và Bobby Lý đã nghĩ tới cái vấn đề những cái người tiểu thương trong cái khu Eden mà phải trả tiền rent khó như thế nào, mà dẫn đầu cái cuộc gọi là vận động như vậy đó, nó rất là hay. Mà cái vận động của Bobby Lý với Lê Ngọc hay ở cái chỗ là làm cho chính cái ông landlord là cái ông Frank, hình như ông Frank, ông hiểu được cái khó khăn của mình và ông hợp tác liền. Cái điều đó nó làm cái hợp tác đẹp, rất đẹp giữa landlord với chủ nhân đó. Thì ra với lại cái chủ doanh nghiệp đó thì anh Duyên rất là thán phục, rất là cảm kích cái chuyện đó. Còn trở lại cái gia đình Topman này đó, cái gia đình Topman này, chúng ta biết là các cái mall ở trên nước Mỹ này nè, nó thuộc về vài công ty thôi. Chẳng hạn ở bên California đó có cái công ty nó tên là Westfield đó, tức là chuyên môn nó xây những cái mall hết vùng này tới vùng khác. Thì cái gia đình Topman này cũng vậy, họ xây những cái mall rất là nhiều vùng ở nhiều tiểu bang lắm, chứ không phải là chỉ có một chỗ thôi. Thì bây giờ họ lên tiếng, họ nói rằng là họ vẫn phải trả cái tiền mortgage này vân vân, cho nên họ buộc những cái người mà mướn đó phải trả tiền rent. Trong khi đó một cái nhiều chủ nhân, mà trong đó có chủ nhân mà nổi tiếng nhất mà Lê Ngọc mới vừa nói, đó là cái nhà hàng Cheesecake Factory đó, họ nói không, bây giờ cái đây là cái nạn chung rồi, vậy thì tụi tôi không trả rent. Thì chắc chắn là đây sẽ là một cái vấn đề về đấu đá về pháp lý đó. Thì anh Duyên cũng chỉ phân, mình không biết bên nào thắng, nhưng mà anh Duyên chỉ phân tích về pháp lý thôi. Thường thường ở trong một cái contract mà mướn đó, luôn luôn nó có một cái mệnh đề. Cái mệnh đề đó, cái này mình đã phân tích rồi, nói lại là có mệnh đề, nó nói là nếu mà giả sử có một cái chuyện gì xảy ra như là thiên tai, như là act of God đó, hoặc là force majeure, tức là những cái biến cố mà kinh hoàng đó, mà nó đi vượt qua cái tầm kiểm soát của tất cả mọi người đó, thì là hai phía, nghĩa là cái người mà mướn đó cũng không có cái buộc cái obligation mà để trả rent, nó coi như là take off, không có nữa. Thì bây giờ chúng ta đang rơi vào đúng cái chuyện đó. Thì vậy thì nếu mà có những contract mà có cái điều khoản đó đó thì nó dễ rồi, mình đưa cái đó ra mình áp dụng. Ngay cả nếu mà những cái contract mà không có cái điều khoản đó đi nữa đó, thì dùng cái một cái common sense đó, khi mình đi ra tòa thì cái force majeure với lại cái act of God, cái thiên tai đó, là tòa cũng tôn trọng cái khái niệm đó, và tòa nói rằng là
Như vậy thì trong những cái tháng mà bị đóng cửa do lệnh từ tiểu bang tới liên bang đó, có thể tòa buộc là không trả hoặc là chỉ trả một cái phần nào đó, cái phần là chủ đất người ta vẫn phải maintain cái chỗ đó cho nó sạch, người ta vẫn muốn security, chắc là chỉ trả cái phần đó thôi. Thì qua cái phân tích đó dẫn tới cái người mà chủ tiệm nail mà đưa lên hỏi đó, thì thưa quý khán giả là ngay bây giờ ở mỗi một cái khu của mình, ở mỗi một cái chỗ mà địa phương của mình đó, thì nếu mà mình một mình mà mình mướn một cái của một cái landlord, một cái chỗ riêng đó, thì có thể là nó hơi cực nhọc cho mình. Chứ còn nếu mà mình ở trong cái khu mà có nhiều cái người chủ doanh nghiệp cùng mướn đó, thì mình có thể mình làm việc với lại cái người landlord. Và một là mình làm việc cái người landlord, mà nếu mà người ta trục xuất mình đó, mình không ra, mình cứ làm ở đó, thì họ sẽ lôi mình đi ra tòa. Thì mình đi ra tòa, một là mình nhờ một cái người luật sư đại diện mình, hai là chính mình cũng nói những cái lý luận mà tôi nói nãy giờ đó, nói đây là một cái act of God, đây là một cái force majeure, nó vượt quá hết tất cả những cái chuyện bình thường xảy ra. Bây giờ biểu tôi trả rent, tiền đâu tôi trả, thì là mình chỉ có như vậy thôi. Thành ra tòa án luôn luôn họ cũng có những cái nhận xét rất là hữu lý, rất là hợp lý, hợp tình hợp lý nữa. Thì chúng tôi chỉ chia sẻ cái khía cạnh pháp lý để quý khán giả thấy là từ những cái chuyện xảy ra ở cái trung thương xá in cái Eden của mình đó, rồi Topman hay là những cái cơ sở doanh nghiệp khác, chắc chắn rằng mình phải làm việc với landlord để mình xét cả hai chiều. Landlord họ cần mình là tại vì mình phải ở đó thì mới là lẽ sống của họ, nhưng mà mình cũng hiểu là họ cần tồn tại là chỉ vì họ cũng phải bảo trì cái chỗ mà mình làm ăn. Còn cái chuyện mà nói là họ đưa ra cái đó là họ phải trả tiền nhà băng đó, thì cái đó lý luận nó không có vững, là tại vì bây giờ ngân hàng nói rằng là yes, trong vòng 2 tháng tới, 3 tháng tới mà mấy ông không có trả tiền mortgage á, chúng tôi không có siết, chúng tôi không có foreclose, mấy ông vẫn sẽ tiếp tục được trả, chỉ có là trả trễ hơn thôi, sắp xếp như thế nào thôi à. Thì đó là những cái thông tin về pháp lý mà anh em chúng tôi muốn chia sẻ để quý thính giả cùng có cái tầm nhìn, cùng có cái hiểu giống nhau. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, lời tạm biệt mà Lê Ngọc và luật sư Duyên gửi đến cho tất cả quý vị thính giả là tất cả mọi người chúng ta bình an vượt qua cái cơn đại dịch này một cách rất là đoàn kết, thương yêu nhau, cùng nhau để mà xây dựng. Xin kính chào luật sư Duyên. Xin chào.